Ok các bạn ơi, bây giờ sau khi mình đi chơi xong rồi mình phải về cái resort để mình lấy khách sạn các bạn ha. Thì bây giờ cái đường này là đường đi về resort của mình. Rồi chỗ này đều quá các bạn ơi. Wow. Quá trời xe luôn các bạn. Bây giờ mình đã vô cái khu nghỉ dưỡng của mình rồi các bạn ơi. Bây giờ mình đi kiếm phòng của mình đi. Đó, đây là nguyên một cái khu là khu nghỉ dưỡng không nha. Thì nguyên cái chỗ này nó gọi là The Big Cedar Lodge. Thì trong những cái phòng này á, trong những cái phòng này nó đều bao gồm là hồ bơi và hồ nước nóng các bạn. Hồ bơi và hồ nước nóng nó khác nhau các bạn. Hồ bơi á, thì các bạn có thể xuống bơi, nhưng mà hồ nước nóng á, các bạn có thể tắm, giống như là nó có máy massage, nó có jacuzzi luôn, có chèo thuyền các bạn ha. Thì đạp dịch nè các bạn, ok giác đó kìa. Bây giờ mình xuống dưới mình chơi chứ đi, rồi mình đi lấy phòng các bạn. Thì mình những cái nhà này các bạn, nó có phòng riêng, thì các bạn có thể gọi nó là cabin hay cũng được, hay là nhà cũng được. Thì mình đã book 2 phòng các bạn, mình đã book 2 phòng. Thì ở dưới đây nó có là tàu, thuyền, đồ đủ thứ chứ đó. Ok. Thì mình sẽ đi lấy phòng rồi mình sẽ xuống chơi các bạn ha. Ok. Những cái nhà này rất là đẹp. Chơi thuyền. Wow, cái này quá rộng các bạn thấy không? Hồi nãy là cái kia ở trên núi, còn những cái khách sạn của nó là ở dưới núi các bạn. Khách sạn là ở dưới núi các bạn ha. Wow, bây giờ mình vô mình nhận phòng của mình các bạn. Ở ngoài thì nó rất là đẹp, ở trong thì nó rất là đơn sơ các bạn. Thì để mình coi cái khách sạn này nó có phòng như thế nào các bạn ha. Thì ở ngoài thì nãy mình qua quay các bạn biết rồi, nó có nhiều cây cối rừng rậm các bạn. Đó, đây là cái phòng chờ đợi. Đó. Thì trong cái sàn này nó có hồ bơi, hồ nước nóng và phòng tập thể dục. Nhưng mà các bạn nào tối không có ngủ được thì các bạn có thể xuống dưới hồ bơi, hồ nước nóng cho mình hay được. Hành, anh cầm lên châu đi Hành. Các bạn thấy ở có một ngày mà mình đem biết bao nhiêu đồ không? Mình phòng số mấy? Right.
chưa dùng chưa. Rồi cầm với hấu cầm này. Từ 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 từ. Uống nhiều bên này nè. Nhanh cho nhanh lóc cửa lên nha. Có ai làm thì làm phải lóc cửa. Rồi, để tạm thời đây đi. Thì ở đây nó có cái phòng rất là đẹp các bạn. Ở đây nó có cái phòng đó. Tụi mình chung giấc nha, tới làm gì cũng khoái ệt chứ. Ok. Như vậy là vô check-in phòng đã xong rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi ăn tối ở cái resort này.